đây gửi cho cả nhà trên cái sông này. Em này là mới có cây luôn.
cả nhà. Mới giờ đăng kiểm xong là sức sưởng nha. Em này là ken luôn rồi. Em này thì là nguyên zin AZ luôn. Từ kẻ chi tiết này kia thì mình cũng ra cho cả nhà xem nha. Zin nó là zin theo xe luôn cả nhà. Này có 418 giờ thôi. Em này là số giờ thấp cực kỳ luôn. Đó, cabin máy lạnh luôn. Đó, cabin máy lạnh luôn cả nhà. Bao VIP. Chi tiết những cái chi tiết này nó là còn đẹp lắm nha. Em này thì khổ chê, không chê gì được hết. Thua giá cả thôi cả nhà. Em này là không có chê chỗ nào được nha. Em này là không có chê chỗ nào được luôn. Em này là không chê chỗ nào được.